Thưa quý vị và các bạn, một mình đi tuần tra khu vực điểm nóng về phá rừng trên địa bàn được giao bảo vệ quản lý. Ông Nguyễn Kim Anh, Phó trạm trưởng phụ trách trạm kiểm lâm số 2, khu bảo tồn thiên nhiên Easo, tỉnh Đắk Lắk, bị bắn tử vong, trên người có 14 vết đạn. Theo đánh giá của ngành chức năng địa phương thì đây là vụ việc rất nghiêm trọng. Đây là hình ảnh hiện trường phát hiện thi thể ông Nguyễn Kim Anh, cán bộ kiểm lâm của khu bảo tồn thiên nhiên Easo, tỉnh Đắk Lắk. Án mạng xảy ra vào sáng ngày 2 tháng 12 tại một khu rẫy của người dân trên địa bàn thôn Giang Đông, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Theo báo cáo của khu bảo tồn thiên nhiên Easo, trước đó vào khoảng 5 giờ rạng sáng ngày 2 tháng 12, một số cán bộ túc trực tại trạm quản lý bảo vệ rừng số 2, khu bảo tồn thiên nhiên Easo thức dậy thì không thấy ông Nguyễn Kim Anh đâu. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày thì phát hiện đồ đạc bảo hộ của ông Nguyễn Kim Anh không có tại trạm nên mọi người nghĩ ông Kim Anh đi tuần tra rừng. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày thì mọi người vẫn không thấy ông Kim Anh về nên là gọi điện thoại thì phát hiện máy đổ chuông nhưng không trả lời. Nghi ngờ có việc chẳng lành nên mọi người tổ chức đi tìm. Khi đến khu vực thôn Giang Đông, huyện Krông Năng, nhóm tìm kiếm phát hiện xe máy của ông Kim Anh bỏ lại bên vệ đường, trên xe vẫn còn cắm chìa khóa. Một số người dân cho biết họ nhìn thấy chiếc xe máy từ sáng sớm nhưng không thấy người đâu. Đến khoảng 15 giờ thì mọi người phát hiện ông Kim Anh nằm bất động đã tử vong trên một khu rẫy của người dân thuộc địa bàn thôn Giang Đông, huyện Krông Năng và đã trình báo cơ quan chức năng. Vâng thưa quý vị, hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk và công an huyện Krông Năng tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ và tiến hành các thủ tục điều tra theo quy định của pháp luật. Nhiều câu hỏi đặt ra là vì sao ông Nguyễn Kim Anh lại đi tuần tra một mình? Thông tin mới nhất về vụ việc là gì? Ngay bây giờ, chúng tôi đã kết nối với ông Nguyễn Quốc Hưng, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Đắk Lắk. Xin mời kỹ thuật trưởng quay hỗ trợ kết nối. Xin chào ông. Thưa ông, xin ông có thể cho biết những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc trạm phó trạm kiểm lâm khu bảo tồn Easo bị bắn tử vong với hàng chục viên đạn trên người. Đồng chí Nguyễn Kim Anh, phó trạm trưởng phụ trách trạm quản lý bảo vệ rừng số 2 của khu bảo tồn thiên nhiên Easo. Theo báo cáo của khu bảo tồn thiên nhiên Easo thực hiện lịch công tác của trạm thì đồng chí sáng sớm là đi nắm thông tin, chủ yếu là đi nắm lại cái hiện trường để xem có cái biến động, có tình hình gì không để mà điều các đồng chí trong trạm để đi tuần tra ngăn chặn. Thì trong quá trình đi như vậy thì bị tai nạn, bị bắn như thông báo, một số báo đã nêu rồi đấy. Qua khám nghiệm tử thi thì trên cơ thể đồng chí Kim Anh là bị 14 vết đạn đã bắn vào vùng bụng, vùng ngực, tử vong tại chỗ trong hiện trường, nằm trên ranh giới rừng giữa khu bảo tồn thiên nhiên Easo với huyện Krông Năng. Vâng thưa ông, khi có thông tin về vụ việc trạm phó trạm kiểm lâm tử vong do trúng 14 vết đạn, không ít người đã bày tỏ sự bàng hoàng. Vậy thì ông đánh giá ra sao về mức độ nghiêm trọng của vụ việc này? Đây là một vụ việc rất là nghiêm trọng, phải nói là như thế. Hiện nay cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra rõ thì nguyên nhân như thế nào. Tuy nhiên mà đứng trước cái tình thế như này, tôi thấy đây là một vụ việc rất quan trọng. Đối tượng bắn tấn công cái lực lượng quản lý bảo vệ rừng này nó rất là dã man đấy, không có cơ hội để sống sót. Vâng thưa ông Nguyễn Quốc Hưng, thưa quý vị khán giả, nhiều năm qua thì rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Easo của tỉnh Đắk Lắk đang trở thành miếng mồi béo bở cho lâm tặc đua nhau chặt phá. Lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân truy quét, dẹp nạn lâm tặc. Khu bảo tồn thiên nhiên có diện tích gần 27.000 ha, tiếp giáp hai tỉnh Gia Lai và Phú Yên. Đây là khu bảo tồn có nhiều loại động vật được ghi trong sách đỏ Việt Nam và nhiều loại gỗ quý như trắc, cẩm lai, giáng hương v.v. Đáng chú ý là vụ truy tố 40 bị can liên quan vụ phá rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Easo hồi tháng 1 năm 2022, tháng 9 năm 2008. Ông Vương Thế Cao, trạm trưởng kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Easo bị đối tượng khai thác lâm sản trái phép bắn trọng thương. Vậy thưa ông Nguyễn Quốc Hưng, có thể thấy nhiều năm qua thì khu bảo tồn thiên nhiên Easo luôn là điểm nóng về vi phạm lâm luật. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này. Cái khu bảo tồn thiên nhiên Easo là giáp ranh với lại các tỉnh như Phú Yên, Gia Lai. Do vậy cái điểm nóng trước đây là thuộc cái vùng giáp ranh với Gia Lai. Thì như báo cũng biết rồi, cũng có những vụ khai thác trái phép đã xử lý. Trước đây cũng qua việc mà ngăn chặn cái việc săn bắn trái phép thì đây là một trong những vấn nạn mà phải nói chúng tôi rất là quan tâm, là việc mà săn bắn thú rừng rồi lấn chiếm đất rừng, mà đặc biệt là cái vùng, những cái vùng có dân di cư tự do thì rất là phức tạp. Đấy, cái vụ mới đây nhất là đồng chí Nguyễn Kim Anh đó, là liên quan đến những cái đối tượng dân di cư tự do ở thôn Giang Đông gần đấy, là cũng là thường xuyên tác động vào rừng, như công
săn bắn rồi phá rừng trái phép. Lực lượng của trạm quản lý bảo vệ rừng này là thường xuyên tăng cường công tác quản lý bảo vệ, ngăn chặn. Do vậy là dẫn đến là bị sát hại như vậy. Thưa ông, khi sự việc này xảy ra thì lãnh đạo Kiểm lâm Đắk Lắk đã có những chỉ đạo gì để ổn định tổ chức lại trạm Kiểm lâm số 2, khu bảo tồn thiên nhiên Eso? Lãnh đạo của chi cục chúng tôi cũng như phòng chuyên môn đi xuống tại cái trạm 2 của huyện đóng tại huyện Crong Năng để nắm lại tình hình, cũng như làm việc với lại ban lãnh đạo của bảo tồn thiên nhiên Eso. Trao đổi các đồng chí thì chúng tôi cũng đề nghị là ban quản lý, ban lãnh đạo của khu bảo tồn thiên nhiên Eso là phải tiến hành công tác ổn định tư tưởng cho anh em, cái số anh em ở trạm 2, để mà anh em ổn định tư tưởng. Thứ hai nữa là phải tăng cường ngay cái lực lượng cho cái trạm này để đảm bảo là cái tiếp tục cái công tác quản lý bảo vệ, tránh tình trạng lâm tặc lợi dụng cái tình hình mà xáo trộn trạm hiện nay mà để tấn công vào rừng. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo với lãnh đạo khu bảo tồn thiên nhiên Eso phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng để ngăn chặn, và đồng thời là phối hợp với chính quyền địa phương để mà làm công tác vận động quần chúng để làm sao giảm đến mức tối thiểu trên áp lực vào rừng trong giai đoạn thời gian tới. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Quốc Hưng. Thưa quý vị, về phía lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc và trao số tiền hỗ trợ đến gia đình cán bộ kiểm lâm bị tử vong khi làm nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu các sở, ngành địa phương quan tâm rà soát chính sách hỗ trợ về mặt đời sống tinh thần đối với gia đình nạn nhân. Chiều ngày 3 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn đã đến thăm viếng, chia buồn và trao 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Kim Anh, Phó Trạm trưởng phụ trách trạm kiểm lâm số 2 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Eso, huyện Eak bị tử vong trong lúc làm nhiệm vụ. Ông Nguyễn Thiên Văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực phối hợp với công an tỉnh sớm điều tra, tìm ra thủ phạm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Eak, khu bảo tồn thiên nhiên Eso tiếp tục rà soát các chính sách hỗ trợ đối với gia đình nạn nhân, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật, chiều 4 tháng 12, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định, cán bộ kiểm lâm này hoàn toàn có thể được công nhận là liệt sĩ nếu hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng. Cụ thể, ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, để căn cứ việc công nhận ông Nguyễn Kim Anh đủ tiêu chuẩn là liệt sĩ phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan cảnh sát điều tra, làm rõ hoàn cảnh tử vong như thế nào. Theo ông Giang, nếu cơ quan cảnh sát điều tra kết luận ông Nguyễn Kim Anh hy sinh khi làm nhiệm vụ thì đủ điều kiện để công nhận vị cán bộ kiểm lâm xấu số này là liệt sĩ. Còn nếu công an kết luận ông Kim Anh tử vong do hoàn cảnh khác, tình huống khác, không phải làm nhiệm vụ thì không được công nhận là liệt sĩ. Ông Nguyễn Hoàng Giang cho biết, sở sẽ chờ hồ sơ từ cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan cảnh sát điều tra gửi đến. Nếu các hồ sơ đủ điều kiện và xác nhận ông Nguyễn Kim Anh hy sinh khi làm nhiệm vụ, sở sẽ gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để làm thủ tục công nhận liệt sĩ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam đối với 4 bị can cùng ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang do có liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mua bán hóa đơn trái phép và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại địa phương này. Động thái này được nhà chức trách đưa ra trong quá trình điều tra hàng loạt quyết toán khống khi xây dựng công trình nhà nước. Trong đó, Nguyễn Tuấn Minh, Phó Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới bị xác định đã chỉ đạo lập khống chứng từ liên quan đến các công trình của nhà nước. Ông Minh bị xác định đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao tham gia chỉ đạo lập khống chứng từ, gây thiệt hại ngân sách 337 triệu đồng. Ông Lăng Thanh Phong, Phó Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chợ Mới, bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm thẩm định hồ sơ gây thiệt hại trên 1,8 tỷ đồng.